những người làm ác, những người operate cái bộ máy đó thì chẳng qua là đi theo cái đó, chứ họ không có muốn mà cũng phải làm theo của cái nguồn máy. Cho nên sau này không có trả thù, người bắt không có cần phải lo. Một cái chế độ mới sẽ trả thù, một cái thể chế mới trả thù. Cho nên an tâm phần đó. Chỉ dẹp đi cái nguồn máy ác và dẹp đi những cái người bán nước, những người tham lam ác. Lấy ân báo oán, lấy từ bi xóa hận thù, lấy đạo đức để mà lo cho dân, lấy bác ái công bằng để mà giao du với lân bang, đưa đất nước lên phát triển thành cường quốc trong vòng vài năm. Đó là chính sách của thiên đình đã định và đã đi. Và đồng thời tiếng nói tự do bầu cử, tự do làm ăn, tự do phát biểu, cái gì cũng sẽ tự do. Chứ không phải như tuổi trẻ bây giờ, muốn nói cái gì cũng dám nói. Sống dưới chế độ gần 50 năm yếu hèn và bị nhồi sọ, thiếu những cái tin tức sự thật, toàn là nghe những cái gì gọi là mỹ không à, mỹ dân á. Tại vì bây giờ đến lúc là gọi là thiệt á, hồi xưa giờ mình gọi là bung vơ ảo tưởng phải không, nhưng mà ảo tưởng nó có hiệu quả. Bây giờ gần nửa dân tộc 50 triệu dân đã thương đã hiểu, thì cũng nhờ cái bung vơ đó. Nhưng mà cái phân nửa còn lại là năm cái loại mà lì lợm cứng đầu ở trong đó có hàng trí thức báo chí, thì bây giờ họ bắt đầu họ soi vào Ngô Tuấn Kiệt. Thì bây giờ mình chỉ nói chuyện 5-10 phút rồi xong, lúc đó mình tắt máy hết, thì mình muốn nói chuyện gì mình nói. Nhưng mà sư phụ sẽ lên mạng hàng ngày hàng tuần để cho tất cả mọi người yên tâm là sư phụ vẫn còn sức khỏe, vẫn còn minh mẫn. Và để cho sư phụ sẽ nói thẳng với những cái người lì lợm cứng đầu này, rồi từ từ họ sẽ hiểu. Còn để những clip cũ mình nói nhiều quá, họ nghe không có nổi, họ chịu không có nổi, họ bị sốc. Và nói những chuyện mà không có gọi là siêu tâm linh á, họ không hiểu, họ càng nghĩ mình ấy nữa. Cho nên bây giờ mình làm lại cái mới, chắc tờ mới. Còn những cái người từ xưa giờ theo dõi và tin cho phụ thì cũng đã tin rồi, chứ đâu phải là mình cứ nghĩ cả một quốc gia thương như phụ hết đâu. Trong đó quỷ ma hay thú cầm nó đầu thai cũng nhiều lắm, nó đâu có hiểu. Nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ còn khổ dài dài.